Video này thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người cách kết nối khách hàng ở bên ngoài bot vào hệ thống. Cái câu hỏi này thì rất là nhiều người đã đặt ra, bởi vì là không phải khách hàng nào họ cũng chui vào hệ thống đơn giản khi chúng ta chạy quảng cáo như vậy, đúng không? Thì ở đây mình có ứng dụng của nó trước tiên để mọi người hiểu. Thứ nhất là chúng ta kết nối khách hàng cũ này. Như chúng ta có rất là nhiều khách hàng cũ rồi thì làm sao chúng ta đưa vào cái hệ thống được? Hoặc là chúng ta có khách hàng tại điểm bán này, thì vì rất là nhiều khách hàng họ đến đó họ mua thôi, chứ họ họ không mình họ không có Facebook này nọ khi mà họ đăng ký họ đến điểm bán ấy. Hoặc là chúng ta muốn kết nối nhân viên vào, hoặc là kết nối một cái hệ thống để phân loại đại lý để gửi cho toàn bộ đại lý khi mà có sản phẩm mới chẳng hạn. Đấy, thì đó là cái bài toán đặt ra. Thì bây giờ mình sẽ có hai cái cách để chúng ta kết nối một con bot với những cái đám khách hàng này. Thứ nhất á, là qua những cái phương tiện online như là email và SMS. Ví dụ như mọi người nhìn thấy ở đây thì tôi đã có cái, tức là ngày xưa tôi có tầm khoảng ở trên hệ thống Unica hiện tại nó có tầm khoảng 9.000 học viên online. Thì trước đây thì tôi chưa biết về bot, thì cái việc mà chăm sóc và liên hệ thì rất là khó khăn. Thì tôi đã sử dụng một cái email, tôi đã gửi cho tất cả các học viên để họ vào bot. Và đó là cái cách sử dụng đường link. Ở đây tôi viết sai chút, đó là đúng rồi, nó viết hoa. Nhìn đây, chúng ta nhìn ở đây nhé. Ví dụ đây, ta thấy đây là một cái mồi vào một cái phễu của tôi. Đây là cho tất cả học viên online. Đấy, đây là cái đường link, đúng không? Đó, và cái đường link này thì tôi để chèn trong email. Tức ở đây là những cái phương tiện online để gửi lại cho khách hàng cũ, và sau đó nó sẽ vào cái luồng chăm sóc. Đây. Đó, đó là cách thứ nhất. Thì cách này thì mình sẽ gửi qua email này, mình gửi qua SMS này, hoặc là mình có thể là đăng ở đâu đó cũng được. Nói chung là mình sẽ chia sẻ link, đúng không? Chia sẻ link. Sẻ link. Rồi, ok, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì bởi vì cách thứ nhất ấy, thì hầu hết thì mọi người rất là khó, bởi vì là nó có một cái vấn đề là không phải ai cũng online được như vậy. Thì làm sao ví dụ những khách hàng tại điểm bán thì tự dưng bắt họ là bây giờ tôi gửi email cho anh hay là gửi SMS cho anh thì nó khá là phiền phức. Đấy, thì ví dụ như là khi các bạn có quán cà phê chẳng hạn, khách hàng quét mã để được giảm giá chẳng hạn thì nó chui vào hệ thống. Đấy, thì chúng ta sẽ có hai hình thức quét mã. Thì cái quét thứ nhất á, là chúng ta sẽ quét bằng QR code. Ở đây thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một cái trang là như thế này. Đây. Cái thằng này thì nó cho chèn cái logo của mọi người vào. Ở đây nhé, ví dụ bây giờ tôi muốn là tất cả các bạn đọc tất cả các bài viết về 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 bot của tôi, đúng không? Tôi đã viết rất là nhiều bài rồi. Đây. Đây ví dụ là link RF đây. Được chưa? Thì nó tổng hợp rất là nhiều bài rồi. Đấy, thì làm sao mà tôi kết nối cái người người bên ngoài được, đúng không? Rồi. Thì làm sao để tôi kết nối được? Ví dụ ở đây tôi đang muốn tất cả mọi người, khi mọi người xem lại thì có một cái tính hệ thống của tất cả các bài viết về bot đây chẳng hạn. Đấy, ok. Thì chúng ta sẽ lấy cái đường link này này, được chưa? Copy này. Chúng ta sẽ dán vào đây này. Đó. Và ở đây nhá, thì chúng ta còn thêm được ảnh này. Chúng ta thêm ảnh này. Đấy, ví dụ như mình thêm một cái ảnh đi. Nó rất là tiện. Ví dụ cái này đi. Được chưa? Rồi, dùng ảnh này. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ấn tạo đây nhá. Đây, chúng ta thấy cái logo ở đây không? Ok. Và bây giờ mình sẽ thử nghiệm cho các bạn thấy luôn là bây giờ chúng ta sẽ quét như thế nào, đúng không? Đây, mình sẽ thử nghiệm cho mọi người thấy. Rồi.
Đây. Thì ví dụ như thế này, ví dụ mình là một cái khách hàng chẳng hạn đúng không? Bây giờ các bạn sẽ in cái mã giảm giá này. Đây. Các bạn sẽ in cái mã giảm giá này lên một cái vị trí nào đó. Ví dụ vậy đi. Rồi và khách hàng chỉ việc là nếu với cái iPhone thì chúng ta sẽ quét code đấy một phát xong luôn. Và có logo bên trong rất là đẹp luôn. Được chưa? Rất là tiện. Thì chúng ta có thể chỉnh kích thước và chúng ta tải cái này về. Chúng ta in lên cái mã giảm giá hay là bỏ vào sản phẩm chẳng hạn. Đều được nhé mọi người nhé. Đều được. Rồi. Thì nhưng mà cái này thì nó có một cái dở ấy, là mình để ý là khi mà các cái máy Android ấy, thì sẽ có cái bị lỗi cái không. Nên là khi mà quét cái code này nó không có nhảy được. Nó không có nhảy về cái Messenger được. Nên là mình sẽ đề ra cái giải pháp tiếp theo cho mọi người. Đó là mọi người quét cái bằng cái thằng này, bằng cái Messenger code. Thì tức là khi mà cái này thì nó sẽ thống nhất chung rồi. Chúng ta sẽ vào, ví dụ ở đây chúng ta sẽ vào Messenger code này. Đấy, chúng ta vào cái phần là đây. Đây các bạn vào phần danh bạ này. Đấy và nó có một cái hệ thống quét mã đây rồi. Đây. Chúng ta ấn vào quét mã này. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta tạo cái mã này ra được. Rồi, thì ở đây mọi người sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ có một cái trang thứ hai để dành cho cái tạo ra cái mã này. Đấy nhá mọi người nhá. Đây. Đấy. Được chưa? Chúng ta có cái tạo code này. Tên gốc á mọi người. Đấy. Và cái này thì chúng ta phải là cấp quyền nhé. Rồi. Rồi, bây giờ mọi người muốn đúng không? Quét cái code cho cái thằng nào thì chúng ta sẽ chọn cái thằng đấy. Ví dụ ở đây chẳng hạn thì chúng ta sẽ chọn cái là cái mình đang thử nghiệm là cái Hồ Ngọc Cương đúng không? Sao nó không kéo được? Ví dụ cái của mình là cái này, chờ một chút. Không thấy cái trang của mình đâu. Cái dòng này kéo nhanh quá. Không thấy luôn. Không tìm vào mắt mình. Thôi, cho mình ví dụ một cái trang khác đi nhé, cho nó dễ nhé. Mình sẽ ví dụ cái trang này đi. Sao mình mới thấy nó liền rồi. Đây. Ví dụ ở đây là con bot xem được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đem cái con bot bot mà bên mình dùng để thiết kế đi. Ví dụ con bot xem sim đúng không? Xem tình duyên đúng không? Được. Rồi ví dụ mình nói về sim rồi đấy, cho mọi người thử cái này trước nhé. Rồi copy này. Rồi. À không, mọi người phải copy chỗ này nhé, mình xin lỗi. Nó không như cái thằng kia, đây chúng ta copy ở đây này. Rồi, và chúng ta sẽ chọn mọi người nhé. Chọn nó trỏ về đâu. Được chưa? Tức là khi mà nó quét cái hành động đó thì nó sẽ trỏ về đâu. Và bây giờ mình thử quét nhé. Bây giờ mọi người nhìn đây nhá. Bây giờ mình sẽ thử quét này. Rồi, chờ một chút mình kết nối lại. Rồi. Thì cái này nhá, chúng ta sẽ bây giờ mình sẽ vào bắt đầu từ Messenger này. Mình sẽ vào danh bạ này. Ở đây ở trên cùng nó có cái quét mã tên của bên trái mọi người nhé. Đấy, mình sẽ ấn vào quét mã. Đấy, chúng ta thấy quét không? Quét một phát nó lên không? Đó, lên đúng cái chỗ đấy luôn. Đó, và chỗ này bắt đầu chúng ta sẽ xem bói này gì gì nhiều cái tính năng của chúng ta.
từ chúng ta muốn. Đấy, ok. Tiện không đúng không? Và cái này thì tùy mọi người sáng tạo nhé, và chúng ta có thể tải cái hình này về. Và thông thường những cái thằng này thì nó không thể thay cái hình ở giữa được, nên là mọi người sẽ lấy cái, nó sẽ lấy cái avatar mặc định của fanpage này mọi người. Mọi người có thể thay nhé, thay cái hình này đi được nhé. Rồi, ok, đó là hai cái cách mà chúng ta kết nối với cái khách hàng cũ. Và mọi người nhớ là chúng ta nên phân loại khách hàng nhé. Khi mà chúng ta quét cũng chúng ta nên phân loại. Ví dụ khách hàng mua sản phẩm này, sản phẩm nọ và hoặc khách hàng VIP hay không VIP chẳng hạn, thì chúng ta nên phân loại để tạo ra hai cái luồng để chúng ta chăm sóc riêng. Ví dụ khách hàng họ vào mà họ không mua chẳng hạn, ok thì chúng ta cho thêm tặng cái má lần sau nó mua, ví dụ vậy. Khách hàng mua rồi thì khác, mua hàng giá trị cao thì chúng ta lại lại phân theo khác. Đấy, ví dụ như mọi người nhìn ở đây thì mình có gắn một cái thẻ ở đây chẳng hạn, giống như cái sản phẩm này. Mọi người nhìn ở đây nó có gắn một cái thẻ nhé. Đây, ví dụ chẳng hạn mình cho mọi người quét về bot thì mình có gắn cái thẻ chẳng hạn. Đây, quan tâm bot, đó là quan tâm về bot. Đó, mình gắn cái thẻ. Đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể kết nối được. Và chúc mọi người thành công với cái chuyện là kết nối khách hàng bên ngoài vào hệ thống bot với link và quét mã. Có gì khó khăn thì mọi người có thể comment ở dưới cái video này. Chúc mọi người thành công.